Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Và hôm nay thì mình sẽ làm món bánh bò bằng chảo. Để làm cái món này thì mình chuẩn bị đây là bột bánh bò pha sẵn. Một gói như vậy là 400g. Và bột bánh bò thì các bạn có thể tìm mua ở ngoài chợ nè, hoặc là siêu thị. Người ta bán rất là nhiều luôn á. Mình dùng bột bánh bò pha sẵn như thế này nè. Ở trong á nó có cái gói men luôn các bạn. Mình khỏi cần phải pha trộn cái gì hết á. Mình chỉ cần trộn men với bột là được rồi. Mình làm với đường thốt nốt luôn nha. Còn nếu mà bạn nào không có đường thốt nốt thì các bạn có thể dùng đường cát trắng bình thường cũng được. Mình dùng 400g. Và đây là nước cốt dừa, mình dùng 800ml. Nguyên liệu của mình đơn giản chỉ như vậy thôi nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên thì mình sẽ đổ vô trong một cái thau là 350ml nước cốt dừa. Sau đó mình sẽ cho cái gói men khô ở trong cái gói bột bánh bò đó các bạn. Mình đổ hết vô luôn. Và sau đó mình sẽ khuấy đều lên. Mình khuấy đều để cho cái phần men này nó tan đều ra và nó hòa vô trong phần nước cốt á. Mình khuấy đều này mình để khoảng 5 phút để cho men nó tan ra. Và sau khi mà cái phần men đã tan rồi, bây giờ mình sẽ cho bột bánh bò vô. Và mình trộn đều lên. Và bây giờ mình bắt đầu mình nhồi nè các bạn. Mình nhồi cho bột thật là đều nhé. Và thật là mịn nữa. Cái gói bột bánh bò các bạn, người ta hướng dẫn, người ta kêu mình nó phải nhồi 20 phút, sau đó mình sẽ ủ trong vòng 30 phút. Và sau khi mà mình đã nhồi bột xong thì mình sẽ dùng một cái nắp, mình đậy kín cái thau này lại để mình ủ trong vòng 30 phút. Trong thời gian mà mình ủ bột á, bây giờ mình sẽ xắt cái đường thốt nốt này ra, mình xắt nhỏ ra như vậy nè, để khi mà mình nấu nó sẽ mau tan hơn. Còn mình để nguyên một hỏi như vậy nè các bạn, nó rất là lâu tan nên mình phải xắt nó ra. Cái đường thốt nốt này á, thì các bạn có thể tìm mua ở ngoài chợ hoặc là vô siêu thị mua. Và đây là đường sau khi mà mình đã xắt nhỏ ra rồi. Tiếp theo là mình sẽ chế 450ml nước cốt còn lại vô trong cái nồi đường thốt nốt nè. Và sau đó thì mình sẽ bắt lên bếp và đun cho cái phần đường thốt nốt này nó tan ra. Đun cho nó tan ra là các bạn nhớ là để cho cái phần nước cốt và đường này nó còn ấm ấm nha. Ấm khoảng 30 đến 40 độ á, rồi mình mới đổ vô trong cái phần bột. Và đây các bạn thấy cái phần đường của mình nó bắt đầu nó tan ra rồi nè. Tan ra hoàn toàn rồi. Sau đó mình sẽ tắt bếp. Rồi bột nãy giờ mình ủ được rồi nè các bạn. Đủ thời gian rồi đó, mình dỡ nắp ra. Hồi nãy mình có lấy cái bọc thực phẩm á các bạn, mình bọc lên cho nó kín. Tại cái nắp của mình khi đậy mình phát hiện ra là nó không có kín lắm, nên mình bọc thực phẩm cho nó kín lại. Đây các bạn nhìn cái phần bột của mình nó đã phì bự hơn hồi nãy rồi nè. Đó, các bạn nhìn nè, nó nở ra nè. Mình thử mình nghe cái mùi men. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái phần nước cốt với lại đường thốt nốt vô nha. Và các bạn nhớ là cái phần nước cốt là nó phải còn ấm ấm nha. Rồi mình đổ vô. Nhưng mà đừng có sôi quá nha các bạn. Nếu mà nóng quá thì mình đổ vô cái men của mình nó bị chết đấy. Mình đổ vô hơn nữa thôi. Sau đó mình sẽ bắt đầu mình nhồi bột. Mình nhồi cho bột nó đều và nó mịn ra. Rồi mình sẽ chế hết cái phần còn lại vô. Các bạn cứ bớt cho cái phần bột của mình nó mịn và nó đều ra. Mình sẽ chế hết cái phần nước cốt với đường còn lại vô. Sau đó mình sẽ khuấy đều lên. Mình dùng cái đồ đánh trứng đó các bạn, mình khuấy cái gì nè. Nó rất là đều luôn á. Khuấy đều lên rồi mình ủ tiếp 30 phút nữa. Giờ mình sẽ lược một cái rây để cho cái phần bột của mình nó mịn hơn á. Sau khi mà mình lược xong á thì mình dùng cái bọc thực phẩm nè. Mình bọc cái tô lại. Hoặc là các bạn có thể dùng cái nắp đi mình đậy cũng được nữa. Mình đậy sao cho nó kín là được rồi. Và các bạn cứ ủ đến khi nào mà mình thấy có cái phần bọt khí nó nổi lên trên cái mặt bột như thế này nè các bạn. Nếu mà mình ủ 30 phút mà mình vẫn chưa thấy nó nổi nhiều lên á, thì mình cứ ủ thêm nha. Mình ủ thêm khoảng nửa tiếng đến một tiếng nữa. Rồi cái phần bột của mình nó đã bắt đầu sôi bọt lên nè các bạn, nó đã lên men rồi đó. Giờ mình gỡ cái bọc thực phẩm ra nha. Đây các bạn coi nè, có những cái phần bọt nè, nó nổi li ti trên cái mặt bột á. Sau đó mình sẽ khuấy đều lên.
giờ mình sẽ cho một ít dầu ăn vô trong cái tô bột nè. Các bạn có thể thay dầu ăn bằng bơ cũng được nữa. Nếu mà các bạn cho bơ vô thì nó sẽ rất là thơm bơ đó. À, bơ thì các bạn nhớ là đun cho nó chảy ra nha, rồi mình thả đổ vô. Mình đã bắt lên bếp một cái chảo rồi. Tiếp theo là mình chế vô một ít dầu ăn nha. Và mình để lửa nhỏ thôi. Sau đó mình dùng miếng giấy thấm dầu để mình thoa dầu đều. Đó, mình sẽ đổ bột vô. Khi mà mình đã đổ bột vô xong rồi thì mình sẽ đậy nắp kín lại. Mình để lửa thật là nhỏ luôn nha. Rồi bây giờ mình dỡ nắp ra nha. Wow, rất là thơm luôn các bạn. Và bây giờ mình sẽ trở bánh lại nhé. Nãy giờ mình nấu cũng khoảng 5 phút á các bạn. Thơm quá đi. Để cho dễ trở bánh á thì các bạn nên đổ cái bánh này ra ngoài cái mâm như thế này nè. Hoặc là các bạn có cái chảo lớn hơn các bạn có thể ụp qua cái chảo bên kia luôn cũng được. Nhưng mà là phải là cái chảo chống dính nha. Wow, rất là thơm luôn. Và các bạn nhìn cái phần dưới nè, nó vàng nè. Rồi, nhìn ngon quá đi. Và bây giờ mình ụp ngược lại nha. Rồi mình để qua bên cái chảo. Đây, mình lấy cái dĩa mình để lên như vậy nè các bạn. Đó, mình lật ngược lại. Để lên cái chảo nha. Rồi sau đó mình sẽ bắt lên bếp. Và mình nấu thêm khoảng 2 phút nữa là được. Rồi, các bạn có thể dỡ hí hí ở dưới này lên nè. Để mình dòm thử coi cái độ vàng của nó vừa chưa. Nếu mà cái độ vàng nó đã đạt rồi thì mình sẽ tắt bếp và mình lấy bánh ra. Rồi, nó chưa vàng dữ, mình cho nó vàng thêm chút nữa nha. Và như vậy là mình đã làm xong cái món bánh bò rồi. Đây, mình đổ được 2 cái luôn nè. Các bạn nhìn nó tròn như là cái chảo luôn vậy đó. Rất là thơm luôn nha. Đây, các bạn nhìn thấy không? Nó có mấy cái lỗ ở trên cái bánh nè. Rồi bây giờ để mình cắt bánh ra nha. Ôi, nhìn ngon quá. Xẻ cái bánh này ra đi. Các bạn thấy cái màu vàng của bánh không? Đó là màu vàng của đường thốt nốt á. Wow, rất là nhiều rễ tre luôn nè các bạn. Nhìn ngon quá. Để mình cắt miếng nhỏ nhỏ ra cho nó vừa ăn nhé. Hai cái bánh mà mình làm bằng cái chảo máy bay nè các bạn. Này, cái bánh này thì ngoài dành nó rất là giòn, còn ở giữa thì nó mềm, chắc nó mềm, nó xốp á. Mình chưa ăn thử nhưng mà mình nhìn vô là mình có thể đoán được. Này các bạn nhìn cái bánh nè. Vàng ôm luôn. Và bây giờ mình ăn thử nha. Và mình sẽ ăn thử cái bánh mà mình làm bằng cái chảo á các bạn, cái chảo nhỏ nè. Cái chảo máy bay. Đây các bạn nhìn dưới nè. Nó rất là vàng luôn. Còn cái viền này thì nó rất là giòn đây. Giờ mình xé ra cho các bạn coi nha. Wow, rất là nhiều rễ tre luôn. Đây các bạn nhìn nó có cái xới sọc xuống như vậy nè. Cái đó người ta gọi là rễ tre đấy. À, để mình ăn thử miếng này nha. Hình như cái viền này mình để nãy giờ nó nguội á các bạn, cái nó mất đi cái độ giòn rồi, hết giòn rồi. Hồi nãy lúc nó nóng lắm, mình lấy ra nó rất là giòn luôn á. Rồi bây giờ mình ăn thử cái bánh mình làm bằng cái chảo chống dính nè. Mình làm bằng cái chảo chống dính á thì cái bánh của mình nó dày hơn. Đây các bạn nhìn nè, nó dày hơn chắc khoảng chừng 2cm á. Quá các bạn ơi. Bánh vừa dai vừa mềm nè. Vị ngọt cũng rất là vừa ăn. Không có ngọt gắt rồi cũng không có lẹt nữa. Bữa nay chắc ăn bánh bò trừ cơm quá. Lại nhiều quá chừng luôn nè các bạn. Mình làm cái bánh bò mà nó lên rễ tre như thế này nè là mình làm nó thành công rồi á. Các bạn thấy cái cách làm bánh bò của mình rất là đơn giản đúng không? Một bánh bò thì mình mua sẵn ở ngoài chợ luôn nè. Rồi mình cũng không cần lò nướng nữa, mình chỉ cần cái chảo là mình có thể làm được rồi. Các bạn hãy làm thử, ăn thử đi nha. Rất là ngon luôn. Và các bạn ơi, video làm món bánh bò nướng bằng chảo của mình đến đây cũng hết rồi. Và mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình cho đến bây giờ nhé.
Nếu các bạn mà có yêu thích cái món bánh bò của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!